Thành Nguyên mến chào tất cả quý vị thân mến. Ngày hôm nay thì Thành Nguyên đang có mặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hôm nay thì Thành Nguyên đi về đây để thăm gia đình đó quý vị, cũng như là có một số việc riêng. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là ngày hôm nay Thành Nguyên đưa lên cho quý vị một cái câu chuyện về một cái bà cô ở ngoài này, người ta gọi là bà O đó quý vị. O là em bố của Thành Nguyên. Một thời gian vừa rồi đây ấy, thì Thành Nguyên cũng có cập nhật một số cái câu chuyện của O lên, và cũng được sự đồng hành quan tâm của tất cả các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Thì cái câu chuyện trước đó là O của Thành Nguyên ấy là bị liệt một chân quý vị. Bởi vì cái thời con gái đó là bị té xong rồi ngại rồi không có đi khám, rồi sau đó là nó bị như vậy luôn. Và sau đó thì có thay một cái khớp nhân tạo. Có thay một cái khớp nhân tạo, nhưng mà thời gian đó thay thì thấy cũng ổn ổn rồi, nhưng mà sang Thái để mà đi may gia công bên đó đấy. Thì sau khi mà không biết có phải hay không nha, chích vaccine COVID xong đó thì cái xương đó nó rất là giòn và nó gãy, và nó chọc thẳng ngang qua cái đùi này nè quý vị. Đấy, vì là cái chi phí bên đó nó rất là đắt đỏ, cho nên là phải đưa đi về Việt Nam để mà điều trị về cái phần đó. Và sau đây Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng xem lại cái tư liệu trước khi O bị tai biến nha quý vị nhé. Cân nặng của O bây giờ là khoảng bao nhiêu cân? Khoảng 45, 47 cân, 48 cân chứ rồi. 45 đến 48 cân gì đó. Nói chung là cũng chưa có lên cân đúng không? Bởi vì Thành Nguyên thấy cái tay thấy toàn xương không à? Rồi Tay chân chứ còn nữa. ừ. Tèo ra được cái gì nữa. Họ mua bảy rồi là họ cho về nhà ăn tết đây. Để hụt cái dịch như ra. Thì sau khi mà tháo cái xương nhân tạo đó ra đó quý vị, thì bây giờ là không có thể lắp lại được nữa. Bây giờ là cái chân á là không có xương nhá quý vị nhá, chỉ có thịt thôi, nó cứ lủng lẳng vậy đó. Thì thời gian vừa qua đây lại nhận thêm một cái tin sốc nữa, đó là O lại bị tai biến liệt nửa người, không chồng không con quý vị, năm nay cũng hơn 50 tuổi rồi. Đấy, thì sau khi mà tiếp nhận thông tin đó thì Thành Nguyên cũng có gửi cái bạc hà núi cũng như là cái hoa đu đủ đực để cho cô O đấy, để cho O uống để mà điều trị. Thì thấy người nhà báo rằng là có tiến triển rất là nhiều. Vâng, bởi vì khi mà bị liệt nửa người đó, thì đồng nghĩa với cái việc là cái lưỡi nó bị thụt vào quý vị, và nói rất là khó khăn. Thì không biết là thời gian này O hồi phục như thế nào, rồi sức khỏe đã làm sao. Thì ngay bây giờ Thành Nguyên sẽ cập nhật lên cho tất cả quý vị cùng đón xem nha quý vị nhé. Mời quý vị. Đây. O khỏe hả? Nói hỏi thế thôi nhưng mà sao mà khỏe được. Vâng. Trong cái tay tay bên này sao đây? Là, à, cũng cũng dơ dơ lên được rồi đúng không? Dơ lên rồi, rồi làm được cái gì nữa, nắm được chưa hả? Nắm được không? Nắm được ít ha. Con mày về à? Con mới về. Sáng ăn gì rồi Ăn đồ cam đi. hả? Ăn đồ cam đi. Nhưng mà ăn gì? Hậu về mày ăn. Ý là sáng nay ăn gì rồi ấy? Có tết về mới ăn. Ô tuyết về mới ăn hả? Cái tay tay này dơ lên cho Thành coi coi. Ngon. Bóp bóp coi. Cũng cũng chỉ được vậy thôi chứ không có sát hơn được nữa hả? Không được. Cái này phải luyện thêm ấy nhỉ. Phải phải tập thêm ấy chứ không là cái ngón tay nó bị cứng ấy. So với cái thời điểm mà mới bị cũng đỡ nhiều ha. Thời điểm đó là liệt luôn chứ đâu có Thôi dơ đi theo chứ. lên. Hồi đó ông nhích thế được ạ. Hồi đó không nhúc nhích được. Nhưng mà nói bây giờ có đỡ hơn so với trước không? Thấy cảm giác hay vẫn vậy. Văn đơn Đỡ hơn. Khoảng được bao nhiêu phần trăm? Khoảng
cái phần tâm thì cũng không nói được mà. Cũng không nói được. Chứ mà vẫn có đơn. Cái tay ấy là Thành thấy đỡ được khoảng 70% có. Bởi vì trước đó là không có nhúc nhích được luôn, không có, có động đậy được cái tay luôn, để đâu là nằm yên đó luôn. Có muốn thì mình phải lấy cái tay kia rồi mình vắt qua thôi chứ. Rồi bây giờ lật đi lật lại chưa lên ngon lành rồi, thấy có cảm giác đúng không? Có biết đau không? Có chứ. Có biết đau đúng không? Thế là vui rồi. Còn cái chân bên này thì mình không nói đến nơi bởi vì là nó không có xương. Vì trước đó thì đi nó cũng lùng lặng rồi rồi. Quan trọng là cái tay thôi đúng không? Rồi mày lâu nay cái bậc Hà Núi hết chưa? À, tuyệt đấy. Cô còn đúng không Tuyết? Bà Hà Núi còn không? Bà Hà Núi còn không? Đang còn hả? Vẫn uống hàng ngày hả? Vẫn uống chứ mà có đợt uống vẫn bị đau bụng nên là ngưng lại mấy ngày. Như là phải để sẵn bu đủ riêng, tao uống riêng nên là sắc phát hai riêng, mới bỏ đó. Lần đó sắc chung hả? Thì bây giờ mình sắc riêng coi. Để sắc riêng đã để bầu. Với lại là nếu như đau bụng thì cái hoa đu đủ mình sắc ít ít lại chứ. Sắc ít lại. Rồi vệ sinh cá nhân thì sao? Tự làm được hay sao? Hay là phải mình chỉ làm được, làm phải chứ. Làm hết hả? Nói chung là dư là biết cảm giác là biết đi. Nhưng mọi bữa nó không biết đi. Là không biết. Đi đâu là nó tự nó ra vậy thôi. Chứ dư là vẫn biết. Đây ví dụ là đi ngoài thì người ta vẫn biết thôi. Vẫn biết rồi. Dạ dạ. Yeah. Thế là đỡ nhiều rồi. Mình trước là không có cảm giác về cái phần đó luôn. Mấy lâu nay con đi bán hàng ăn không? Có chứ. Bán tôi bữa ra tiền đi bán gì? Không phải làm để mà làm lo cho chứ không. Chấm. Tiền bữa ra là chấm mà mình chấm nó thuộc cái bình nữa chứ. Tiền ăn thì đơn giản. Tả này ha, mấy cái bìm cái tả này nó. Bìm này, cái gì đây, lọt này đây đang bìm này. Xuyên chứ, không còn ăn được. Vất vả chứ. Thôi chịu khó thôi, không biết sao bây giờ. Làm thì thôi, nè. Đây gì đây? Bún. Bún hả? Bún đó, làm đó, đưa về luôn. Bán bún buổi sáng đây đúng không? Để mai xuống mở hàng cái coi. Rồi. Mày đã ăn lòng, lòng thì ngon rồi. Có bán lòng nữa hả? Được đấy, nha. Đâu đâu cho nổ cái địa chỉ ấy coi. 239 đường Nguyễn Trường Tổ. 239 đường Nguyễn Trường Tổ hả? Gần Ủy ban xã Hưng Đông đó. Gần Ủy ban xã Hưng Đông thành phố Vinh đó đúng không? Đây cô chú anh chị nào mà gần đó qua ủng hộ cho bà O Thành Nguyên nhá. Có kinh phí còn nuôi bà chị đấy. Đấy. Bún bao để giảm mà. Rồi ăn đi ạ. Lòng mà, chuyên lòng mà. Dạ. Chuyên lòng. Cái này là chỉ làm phụ thêm thôi. Một tô như vậy là mình bán là nhiêu tiền? 25.000. 25.000 thế hả? Úi giời ơi. 25.000 một tô này nè quý vị. Úi giời ơi. Nhưng mà đó chắc mặt bằng rẻ hay sao mình bán rẻ thế? 2 triệu. Có 2 triệu hả? 2 triệu thì mình chịu khó mà bán thôi chứ. Dạ. Tính thuế trên phí ship nhưng mà phí ship cao quá, 10 triệu không ăn được. Tính thuế phí ship nhưng mà cao. Nhưng mà đó thì công nhân nhiều. Công nhân nhiều, mặt bằng thì rộng nhưng mà đầu tư vô nhiều đó. Đầu tư phải tầm 200-250 mì vô đều được hoạt động được. Hơi nhiều. Nhưng mà đó thì... Thôi cho nên đi làm đấy thôi, bọn bọn là... Nhưng mà đó mình làm có ai phụ không? Không. Làm chắc thôi, vì thỉnh thoảng có con bán mà đông quá thì gọi hẳn lên giúp cho hồi rồi xong. Biết ha. Sắp tới làm không hết việc kêu Thành về phụ. Thành về bưng bế chứ. Làm phụ quán nhá. Vinh thì thấy cái con mà bữa vật lý trị liệu thiên nói là giảm ăn bò. Giảm ăn thịt bò hả? Giảm ăn thịt bò để cho kiểu sơ ăn thịt bò như cắn cơ. Cắn cơ. Có đều. Thế nên nó cũng ít. Cháu ăn cháo tím cái thứ này. Thì tập lấy cái tay phải này xúc ăn coi. Chưa xúc ăn luôn. Đi tập có được. Tay ní cũng chưa đúng không? Chưa từ đồng được từ gió. Ví dụ khi mà từ đi thì được này. Bên đi đấy chứ là phải có
điểm tựa thì mà nó mới có được đấy. Có cái điểm tựa thì mới co lên được. Ví dụ nhà đi lâu mình có được nhá, chứ chỉ mình giơ lên là giơ được này. Giơ lên được. Còn mà không có điểm tựa lắm rồi. Mình nghĩ là cũng đỡ rồi, cũng có đỡ nhiều đấy. Nói chung thì đồng giúp khỏe ở đang định nói là để bữa bố đi xuống bệnh viện cho mà chấn thương chấn thương chỉnh hình cho bệnh viện Ba Lan cùng với sữa để khám cho mình cái chân, nếu mà họ nói mà để lại được thì để mà không cho, bởi vì họ sợ là ví dụ để đi mà cái sữa không có sự hoạt động trên nó ảnh hưởng này, ảnh hưởng là ảnh hưởng từ cái đoàn đi lên trên cái phần trên đi đấy. Cho nên là đang nói là để đưa mình đi khám cái coi họ tư vấn đó lắm. Họ tư vấn có để được hay là để phải cắt đi để cho biết, chứ để lâu dài đúng thì mình sợ. Bởi vì là cái đùi mà mình không còn xương trong nữa thì để lủng lẳng mà mình nuôi bó cô nó thì cũng mệt á. Cũng ăn mệt bao nhưng nhiêu mà là bởi nó vào vì đó. Là không có xương nó cũng sợ ảnh hưởng đến phần thịt á, phần mềm á, bởi vì nhiều phần vẫn ảnh hưởng chứ. Nó cũng có chất để nuôi hẳn á. Nên nó nói là để bữa bố rành rành cho xuống đó khám rồi nhờ bác sĩ tư vấn. Cái lần trước Thành có nói rồi. Mà quyết định mà cắt á, thì Thành hỗ trợ cho cái phần đó. Vợ chồng Thành hỗ trợ cho phần đó. Thế bây giờ mà cái trước đó là hai cái chân này là nó bằng nhau này quý vị. Là bây giờ là cái chân này nó không có xương á, là nó bị rút lên này, nó rút lên một găng tay này. Đấy. Nói chung là đấy đang ngồi chứ con bao ngồi mình lên nó phải lệch lên tận lên đấy. Đây là cái đầu gối bình thường, còn đây cái đầu gối này nó teo lại và nó rút lên. Tận lên sao mà. Thôi để cái chân này lại cũng đâu có đâu tác dụng gì đâu, mình nhiều khi mình nuôi bó cô nó còn mệt nữa. Mà này lũ la lủng lẳng nó mới được cái chí cả. Lủng lẳng. Chân thì chưa xong rồi nó còn bị tay biến thì mệt. Chân chưa ổn. Thôi chữa đi, chữa xong xuôi rồi để Thành kiếm cho ông về tâm sự cho đỡ buồn nhỉ. Được không? Thấy cười khoái. Khoái. Ăn đi, được cái là ăn hết đâu, ăn hết cả bạn. Ăn hết ha. À, chịu khó thôi, bây giờ đang cần cái chất dinh dưỡng mà mình không có ăn uống là khó. Chịu đóng là một, phải ăn uống là chịu khó, được cái hai cái nữa xíu. Bởi vì từ cái thời thanh xuân tới giờ biết bao nhiêu dao kéo trong người rồi. Đó. Giờ đâu có ngán gì nữa đâu. Được cái chịu đóng thì cực chịu đóng lắm kìa. Ôi mà rửa vết thương, hôi tay mà dẹp. Hôm nay con đi vào đây thăm O. Để mai mốt con cũng đi vào trong kia thì có món quà nhỏ nhỏ gửi tặng cho nhé. Nó cảm ơn chị đấy, cảm ơn. Thôi, cháu chắc cảm ơn ơn Huệ gì. Đi vào đây hỏi thăm O sức khỏe như nào, rồi là có khi nào hết bạc hà với đu đủ á thì cứ đi vào nhà lấy nhá. Dạ, đi vào nhà lấy. Thì tới vô công rồi nha. Dạ, hoặc là công đưa vào chứ. Cái mô cũng đỡ đó. Dạ. Đỡ nhiều ấy, lần trước cái tay này là thả đâu là nằm đó chứ. Để đâu rớt đó chứ đâu có mà đứng như vậy. Vậy là cũng đi về xính tiền, tiêu tiền chứ có cảm giác. Không có cảm giác. Bây giờ là biết kêu rồi. Biết hết, bữa đi là biết hết. Chẳng qua là mình ở nhà là phải chấp nhận bệnh vậy. Dạ. Dù còn cái phục vụ là có thể là đi được trong đó. Dạ. Nhà hai chị em chăm nhau. Nắng nói ở Vinh đó bạn sướng hơn nào. Thấy nó có ngó chấm nó. Thấy sao đi rồi ở đây con cái mà đi lấy tông cả xá đây không biết nó đăng. Cho Vinh dưới là bạn sướng hơn anh nè. Chứ không phải không sướng đâu, đứa con nói bành tới bành cho nó. Không, bây giờ Ô Vĩnh mà cái chân bên kia mà cắt cái mà nó sau đó da thịt mà nó lành lại đó. Là mình có lấy cái nạng mình đi hoặc mình ngồi xe. Ok. Thế ví dụ mà tay này Ô đang nói là nhiều người họ cũng cắt nhưng mà tay đi mà ổn định đó mà đi xe máy được bình thường mà. Trước đó trong Cần Thơ đó có cái chú kia, chú bị tai biến liệt nửa người còn nặng hơn cả Ô Vĩnh đó. Mà bị trước đó là 7-8 năm rồi. Sau khi uống bạc hà là bây giờ cứ chạy xe máy lại lấy bạc hà về cho người thân uống nữa. Bây giờ ngon lành luôn. Là bạn ok.
bữa đang nói với ông Vinh rồi. Cố gắng tập tập đi rồi mà ổn định đây từ vận động ăn khỏe hơn. Ví dụ mình về sinh cảm từ ăn khỏe. Đang nói để ra mua cho cái cải về bỏ phí mà ta có thời gian. Ngoài bệnh viện chỗ gần bà, bệnh dưới bệnh viện cái đâu. Thôi để chiều chiều Thành có đi xuống dưới đó thì mua về cho. Cái quả tím đó, quả tím bỏ tay như này. Nếu mà Thành quá đó thì lấy do cái về để cho họ tự bỏ phí nên từ đâu. Vẫn có cái máy, vẫn có cái máy mà kiểu sỏ vô đi nhưng mà cái nó họ nói nó tổ băng minh từ vận động tay mình tự làm còn máy mà nó làm cho mình thì là đó là gió máy làm gió thôi được mình phải tự nên là mua cái cày nở về cho cái máu bỏ đi này mới chơi bóng nữa với cứ sáng sớm ngủ dậy giơ tay giơ chân thể dục thể thao nhiều khi vươn vai giống như trẻ con nữa nữa nói chung chứ phải tập nhiều tập nhiều tập được cũng hy vọng là khoảng thời gian tới sẽ hồi phục nhiều hơn nữa. Để ngày một ngày hai thì cũng nói này, còn về lâu dài đâu phải ai cũng suốt ngày ở cạnh mình được đâu. Nên cố gắng tập cái tay cho ngon lành, còn cái chân ấy, khi nào mà quyết định mà mổ được đó, cắt được đó, mà tháo khớp luôn được thì mình tháo luôn. Rồi có gì cái chi phí đó thì vợ chồng Thành Nguyên sẽ đứng ra giúp cho. Tiếc không? Tiếc không? Hả? Có tiếc không? Hả? Tiếc không? Hả? thấy buồn. Ừ. Ai mà nói tiếc nhưng mà vì bệnh tật thì phải chịu thôi. Dạ. Rồi bây giờ ăn xong rồi mới quay cái chân của O xíu này. Bây giờ là nó rút lên trên luôn này. Đấy. Trước đây là hai cái đầu gối nó bằng nhau mà bây giờ thôi nhìn này. Ui giời. Nếu mà sạch lên cái lủng lẳng. Ngắn hơn so với chân cũ được khoảng một găng tay này. Mà cái chân này lâu lâu đứng dậy tập đi nhá, chứ không là nó cứng. Có đứng được không? Nó lủng lẳng vậy này. Thôi cái này tháo khớp luôn này là khỏe. Nhưng nó có tác dụng chứ không có tác dụng gì. Mình nuôi nó thêm mệt nữa. Tình hình là như thế thôi. Bây giờ ông nghỉ ngơi đi nhá. Thành về đã rồi, có gì có thông tin như nào đó thì cho Thành hay nha. Ok. Này rồi. Đi hả? Tạm biệt nha. Đưa tay kia tạm biệt cái coi. Được không? Được không? Vẫn giơ được. Rồi.